Bản tin Giải Tivi xin kính chào toàn thể quý khán thính giả và các bạn đã quay trở lại với tin tức của chúng tôi hôm nay. Bản tin ngày hôm nay, ngày 6 tháng 8 năm 2021, chúng tôi xin tiếp tục gửi tới quý vị những thông tin cập nhật mới nhất trong ngày. Về tình hình căng thẳng trên Biển Đông, khi Hải quân Việt Nam sử dụng đội tàu đánh cá không người lái và tên lửa hành trình siêu thanh đánh chìm giàn khoan, dầu hại dương 82 của Trung Quốc, khi giàn khoan này dưới sự bảo vệ của nhiều tàu hai cảnh và tàu tên lửa tấn công, ngang nhiên tổ chức thăm dò dầu khí bất hợp pháp tại đạo Sinh Tồn Đông thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa. Diễn biến của cuộc tấn công để kịch tính và ngoạn mục nhằm bảo vệ chủ quyền lãnh hải thiêng liêng của quân đội Việt Nam ra sao, đây cũng là những nội dung mà chúng tôi muốn truyền tải đến cho quý vị trong chương trình Thời sự hôm nay. Mời quý khán thính giả và các bạn lắng nghe. Thưa quý vị, đúng như dự đoán của các chuyên gia quốc tế khẳng định, chủ quyền bất hợp pháp của mình trên Biển Đông, Trung Quốc, thường dùng các thủ đoạn sức mạnh theo nhiều giai đoạn, để tạo ra sự đã rồi và chỉ có một mình tàu bè của nước này ngang nhiên ra vào các vùng biển đang tranh chấp như thế là ao nhà của mình biến những khu vực trên thành nơi nguy hiểm khiến cho tàu cá của ngư dân cũng như các loại tàu khác của các nước liên quan như Việt Nam và Philippines. Lo ngại sự sao nên thường không xuất hiện tại những khu vực nhạy cảm này để cho Trung Quốc tiếp tục đạt được mục đích đen tối của mình. Điển hình là suốt mấy tháng qua, Trung Quốc đã khuấy động tình hình tại Biển Đông qua sự kiện hàng trăm tàu bè mà Trung Quốc gọi là tàu cá, đã kéo đến neo đậu dày đặc tại khu vực đảo Đá Ba Đầu. Đá Ba Đầu ở quần đảo Trường Sa khi nơi này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Mặc dù chủ quyền của vùng bãi đá này vẫn còn đang là đối tượng tranh chấp giữa Philippines, Trung Quốc, Việt Nam và Đài Loan, các quan sát viên quốc tế lo ngại về nguy cơ Bắc Kinh muốn tài diễn kịch bản chiếm đóng bãi đá vành khăn ở Biển Đông, cũng thuộc chủ quyền Việt Nam hồi năm 1995. Sự kiện tàu bè Trung Quốc mà các quan sát viên cho là các tàu quân sự đổi lốt tàu đánh cả nhân sự, một thủ đoạn mà Trung Quốc áp dụng trong thời gian dài nhằm chiếm đoạt chủ quyền của các nước trên Biển Đông đã và đang hiện diện trong khu vực Đà Ba Đầu, được cho là đã khởi sự từ cuối năm 2020, nhưng phải chờ đến ngày 29 tháng 3 năm 2021 thì Philippines và Việt Nam mới lên tiếng tố cáo khi phát hiện có đến hơn 300 chiếc tàu Trung Quốc neo đậu san sát bên nhau tại vùng bãi đá này. Đây là một cụm đá san hô nửa chìm nửa nổi, có hình chữ V nằm ngang rộng khoảng 10 km vuông tại vùng đông bắc cụm đảo sinh tồn. Trên quần đảo Trường Sa đối với Manila, thực thể địa lý này thuộc chủ quyền của Philippines vì nó chỉ cách đảo của nước này 329 km, trước là nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của họ. Quân đội Philippines dù sức mạnh chẳng có bao nhiêu so với người láng giềng khổng lồ phương Bắc, đã cho phi cơ đến giám sát đội tàu trung quốc tại đà ba đầu vào thời gian ban đầu đồng thời cho các chiến hạm của hải quân đến tăng cường tuần tra việt nam sau đó cũng lên tiếng quả quyết rằng hoạt động của đội tàu trung quốc tại khu vực đà ba đầu đã xâm phạm chủ quyền của việt nam trên quần đảo trường sa không chỉ bị manila và hà nội lên án việc bắc kinh cho tàu tràn ngập vùng đà ba đầu cũng đã bị một số cường quốc hàng hại phản đối trong đó có hoa kỳ nhật bản anh Canada. Trong cuộc chiến ở Bắc Kinh mới đây, hai ngoại trưởng Trung Quốc, Philippines đều muốn nhận được những đảm bảo từ phía bên kia rằng tình thế hiện nay sẽ không trở nên tồi tệ hơn. Số lượng tàu bè của Trung Quốc tập trung đông nhất từ trước tới nay trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, neo đậu và dàn hàng ngang với nhau kể bên một bãi đá san hô không có người ở và chim dưới nước các giới chức chính phủ Philippines và Việt Nam lo ngại rằng đây sẽ là khởi đầu của tiến trình thiết lập, sự hiện diện liên tục của dân quân biển Trung Quốc, dẫn đến việc chiếm hữu lâu dài một thực thể tại Biển Đông như trước giờ Bắc Kinh vẫn làm. Ông Mark Thabier, một cựu thẩm phán tối cao Pháp viện Philippines cũng cho rằng đây là bước dạo đầu cho việc chiếm đóng đá ba đầu, giống như Trung Quốc đã từng làm với đá vành khăn của Việt Nam vào năm 1995. Nhưng nói gì thì nói, làm gì thì làm, nhà cầm quyền cộng sản trung quốc để đạt được những mục đích thường sử dụng sức mạnh và quyết tâm làm ẩu để đặt quốc tế vào sự đã rồi trên biển đông một khi hạ lục không quân trung quốc đã chiếm đóng và phân tỏa hết vùng biển đông bao la từ đài loan cho tới philippines malaysia brunei indonesia và việt nam đạo và bãi đá tại hai quần đảo hoàng sa và trường sa trên biển đông xưa nay vẫn được coi là vùng hoang vu không có người ở hoặc không ai dám ở vùng bãi biển cùng với thủy chiếu liên tục đe dọa dạ và biển đảo bị quốc gia trong vùng tùy tiện chiếm đóng, nhưng lại không được quốc tế kể cả tổ chức Liên Hiệp Quốc công nhận là thuộc lãnh thổ của bất cứ quốc gia nào. Tình trạng cha chung không ai khóc của vùng biển đảo này đã khiến cho nó trở thành nơi mạnh ai nếu chiếm. Trong đó, nguyên tắc mạnh được yếu thua được triệt để áp dụng trước năm 1950. Lúc đó, Cộng sản Trung Quốc chưa đủ mạnh những nước như Philippines và Việt Nam nằm trong vị thế có thể chiếm đóng nhiều bãi khoan và bãi đá trên Biển Đông vì nhờ có Pháp và Mỹ cũng như vùng lãnh hải 200 hải lý theo tiêu chuẩn quốc tế. Nhưng sau đó thì Đài Loan và Cộng sản Trung Quốc cũng gia nhập câu lạc bộ nhà nước của quân đội chiếm đóng trên các hòn đảo và bãi đá tại Biển Đông, bao gồm Việt Nam, Philippines, Đài Loan, Trung Quốc, Malaysia, Indonesia và Brunei. Ngoài phán quyết tuy rất nghiêm nghị nhưng lại chẳng được thực thi chút nào cả của tòa trọng tài thường trực. Tại La hơi hồi năm 2016, rằng Trung Quốc không hề có chủ quyền pháp lý nào trên các đảo và bãi đá tại Biển Đông. Như lời đòi hỏi qua lố của họ, quy chế của các đảo và bãi đá tại Biển Đông cho đến nay vẫn chưa được xác định rõ bằng bất cứ thỏa ước quốc tế nào trong tư cách là cường quốc lớn và có lực lượng quân sự hùng mạnh nhất trong vùng. Trung Cộng đang chiếm thế thượng phong trên các đảo và bãi đá cũng như toàn bộ Biển Đông và họ muốn dùng vũ lực chiếm đóng bất cứ hòn đảo, bãi đá nào trong vùng cũng được bởi vì cộng đồng quốc tế dù vẫn chưa lên tiếng gian đe Trung Quốc để tạm dừng cũng không ai sẵn sàng vì ai đó mà chịu bất công và thậm chí độ dung máu ra, đảm bảo và bảo vệ các thực thể đang bị nhiều nước tranh chấp tại đó trong số hai nước Việt Nam và Philippines hiện đang tranh chấp chủ quyền gay nhất nhất với Trung Hoa thì chỉ Philippines có hiệp ước an ninh hộ tương với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Hoa Kỳ đã nói rõ rằng họ không giúp bảo vệ chủ quyền trên các đảo và bãi đá do Philippines đang chiếm ngự tại vùng Biển Đông bởi vì Hoa Kỳ không hề công nhận chủ quyền của bất cứ quốc gia nào trên vùng biển đảo đang tranh chấp giữa các liên minh quốc tế mới hình thành để đối phó với hành vi bành trướng của Trung Quốc. Kể cả Bộ trưởng Mỹ, Nhật, Ấn, Úc, dù tuyên bố ẩm ý cách mới đi nữa, mà nhạy vào binh đỡ cho Philippines hay Việt Nam. Một khi hai nước này bị Trung Quốc đem quân tới đánh chiếm các đảo và bãi đá do họ chiếm đóng, kể cả chiếm luôn toàn bộ vùng Biển Đông bao la để làm thành cái ao nhà của họ. Trước sự bất lực rất đáng thương của Tổ chức Liên Hiệp Quốc dưới sự kèm kẹp, thông qua quyền phủ quyết của năm nước thành viên thường trực tại Hội đồng Bảo an và trước ngọn sống thẳng thiện không gì cả nội trong thời đại chúng ta, các nước nhỏ từ Âu sang Á như là Ukraine, Việt Nam, Philippines và Đài Loan sẽ lần lượt bị các quốc gia hùng mạnh và hung hãn ở Trung Quốc và Nga, rồi sắp tới đây có thể là Bắc Hàn nữa, bị hiếp và dày xéo dưới đôi mắt thẩn thờ của thế giới trước một sự đã rồi trên Biển Đông và những nơi khác. Thưa quý vị, trong một diễn biến có liên quan, Lần đầu tiên, Trung Quốc công khai thừa nhận Việt Nam là đối thủ mạnh nhất trên Biển Đông không thể đồng vào. Chinese Today nhận định, trong số 5 nước giàu bên tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, thì Việt Nam là đối thủ đáng ngại nhất của Bắc Kinh và Việt Nam là nước có gan nhất đương đầu với Bắc Kinh trên Biển Đông. Hội nghị thường đỉnh ASEAN vừa kết thúc tại Brunei đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lập trường chung của khối về giải quyết tranh chấp lãnh hại trên Biển Đông. Lo ngại xung đột có thể xảy ra trong khu vực các nước thành viên ASEAN đã kêu gọi Trung Quốc hội đàm khẩn cấp về bộ quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông. Tuy nhiên, Bắc Kinh cần né tránh, Chinese Today cho rằng với những mâu thuẫn tích tụ lâu năm và những căng thẳng trên Biển Đông, vùng biển này hiện nay đã đứng trước ngã rẽ một bên là xung đột và một bên là hòa bình. Tờ báo này cho rằng những nỗ lực vừa rồi của ASEAN chỉ mang tính ngoại giao, ít giá trị thực tế. Một khi Trung Quốc cố tình né tránh bộ quy tắc, bài báo trên Chinese Today cho rằng trong số các bên tranh chấp trên Biển Đông. Mặc dù Philippines luôn tỏ ra cứng đầu trước Trung Quốc khi công khai khởi kiện đường lưới bảo phi pháp và những hành động gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông, nhưng Manila sẽ không dám chủ động gây chiến với Bắc Kinh. Sở dĩ Philippines không giảm tiến hành chiến tranh với Trung Quốc ở Biển Đông, theo tờ báo là vì trong lịch sử Manila chưa từng phát động chiến tranh. Sự chuẩn bị về mặt thực lực quốc phòng hiện nay lại quá yếu, người dân hoàn toàn lạ lẫm với chiến tranh nên dù có Mỹ chống lưng, Philippines cũng không dám. Nhưng Việt Nam thì hoàn toàn khác. Chinese Today cho rằng, trải qua chiến tranh chống Pháp chống Mỹ, chiến tranh biên giới mấy chục năm liên miên, Việt Nam trở thành quốc gia thành thục nhất Đông Nam Á đối với chiến tranh chống xâm lược. Lực lượng quân sự hùng hậu chuẩn bị đầy đủ, đặc biệt trong lịch sử Việt Nam, từng nhiều lần bị Trung Quốc xâm lược nên ý thức cảnh giác rất cao, Chinese Today nhận định. Không chỉ như vậy, trong những năm gần đây, theo tờ báo này, Việt Nam đã không ngừng phát triển quan hệ với các cường quốc trên thế giới như Mỹ, Nga, Nhật Bản, Ấn Độ trong lĩnh vực quốc phòng an ninh. Chứng minh cho nhận định này, Chinese Today trích dẫn một số thông tin từ báo chí các nước. Năm nay, tờ độc lập của Nga đưa tin, Nga sẽ giúp Việt Nam xây dựng lực lượng bộ đội tàu ngầm và quay trở lại càng cam tranh. Ngày 9 tháng 6, tờ US New World Report cho biết Mỹ sẽ hợp tác với lực lượng cảnh sát biển Việt Nam để tăng cường đối phó với Trung Quốc bảo vệ ngư dân trên Biển Đông. Tạp chí Quốc phòng và An ninh Dân An đưa tin, Mỹ đồng ý bàn cho Việt Nam máy bay tuần tra trên biển B-3 để đối phó với tàu ngầm Trung Quốc và bảo đảm an ninh trong vùng kinh tế đặc quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Và hãng Kaido cho hay, Nhật Bản và Việt Nam sẽ tổ chức hội nghị về an ninh biển, tìm kiếm giải pháp và vận đảm an ninh trên Biển Đông. Tuy nhiên, Chinese Today cũng nhận định, mặc dù Việt Nam có truyền thống lịch sử chống ngoại xâm, đã chuẩn bị tốt thực lực nhưng việc chống lại Trung Quốc trên biển Đông bằng vũ lực chưa phải điều cấp bách. Cái mà tờ báo này gọi là điều cấp bách chính là những hành động leo thang gây căng thẳng của Trung Quốc trên biển Đông khiến người dân Việt Nam phẫn nộ. Chinese Today nhắc lại hai sự kiện, tàu quân sự Trung Quốc do đuổi tàu cá Việt Nam đang đánh bắt trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa, trong đó một tàu cá Việt Nam đã bị tàu quân sự Trung Quốc bắn cháy cabin, khiến dư luận Việt Nam và quốc tế hết sức bất bình và phấn nộ. Kết luận bài báo Chinese Today nhận định trong số năm nước sáu bên tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông thì Việt Nam là đối thủ đáng ngại nhất của Bắc Kinh và Việt Nam là nước có gan nhất đương đầu với Bắc Kinh trên Biển Đông. Thưa quý vị và các bạn, Thưa quý vị và các bạn, Đảng Cộng sản Trung Quốc với lòng tham không đầy luôn nuôi dưỡng giả tâm nuốt tròn Biển Đông, hồng chiếm đặt nguồn tài nguyên dồi dào phong phú ở vùng biển chiến lược này có nhiều công ty dầu mỏ của quốc tế đã phải bỏ cuộc khi có ý định hợp tác với các nước như Indonesia, Malaysia, Philippines hay Việt Nam. Trong việc hợp tác khai thác dầu khí cùng nhau nhưng đều bị Trung Quốc dùng sức mạnh quân sự cùng những lý lệ cùn của mình gây khó khăn. Cạnh đó họ luôn miệng cho rằng đây là vùng biển có tranh chấp và nằm trong chủ quyền thuộc đường lưới bò chiến đoạn của Trung Quốc nên không cho phép bất kỳ nước nào được tổ chức thăm dò khai thác dầu khí tại đây. Nhưng đúng như những điều người ta thường nói người tình không bằng trời tính. Và dường như ông trời có mắt nên gần đây nhiều quan chức chính quyền cùng quân đội nước này thường xuyên phải nhận sự trừng phạt thích đáng thông qua sự dị tượng, những con quái vật khổng lồ trên đại dương. Và mới đây sự kiện liên quan đến thảm kịch tràn dầu thẳng khốc nhất trong lịch sử của Trung Quốc. Sau một trận động đất kinh hoàng dưới đáy biển đã gây ra một vụ nổ cực lớn nhấn chìm dàn khoan dầu, hạ dương 12 được cho là lớn nhất hiện nay ngoài đảo Hải Nam xuống lòng biển sâu, gây tổn thất nặng nề để lại những mức độ tan khốc nhất từ trước tới nay. Về môi trường, đối với nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc, diễn biến của Trần Thảm Hòa Kinh Hoàng đang làm xôn xao dư luận này ra sao? Mời quý khán thính giả và các bạn lắng nghe bản tin nóng cập nhật mới nhất của chúng tôi. Vào khoảng 9 giờ tối, ngày 28 tháng 7, một trận động đất với cường độ 7 trích đã xảy ra với tâm trần sâu 10 km dưới đáy biển, đã làm nổ tung rắn khoan dầu HQ-12 với nhiều tàu hai cảnh và khu trục bảo vệ xuống đáy biển sâu. Tạo ra cột lửa khổng lồ với diện tích lớn trên mặt biển, khiến thảm họa này được đánh giá là sự cố tràn dầu tan khốc nhất trong lịch sử đất nước Trung Quốc từ trước tới nay. Vụ tràn dầu do đó có thể gây nên những hậu quả môi trường nặng nề hơn bao giờ hết cho hệ sinh thái biển Trung Quốc. Dưỡng dầu trên sau khi bị nổ đã làm do dị hơn 30 bể dầu có kích cỡ Olympic vào vùng biển trên đảo Hải Nam. Thảm họa trên đã bơm ra lượng dầu nhiều hơn gấp 12 lần so với vụ tràn dầu ở Mỹ năm 1989, vụ nổ khiến cho dàn khoan hải dương. 12 bốc cháy thành quả cầu lược khổng lồ có thể nhìn thấy từ khoảng cách hơn 164 km một chuyên gia trong lĩnh vực dầu mỏ quốc tế nhận xét ngay cả khi nhu cầu dầu thô xuống thấp do đại dịch hoạt động khai thác dầu thô của trung quốc vẫn diệt ra ngoài khơi và việc khoan dầu ở vùng biển sâu ngoài khơi vốn đã nguy hiểm đối với những người làm việc trên giàn khoan vẫn có khả năng gây tác động dầu tới môi trường biển và kinh tế biển xung quanh làm việc tại các giàn khoan dầu nguy hiểm tương tự phi hành gia làm việc ngoài vũ trụ sau sự cố tràn dầu ủy ban do chính quyền trung quốc lập ra để điều tra và đánh giá mức độ thiệt hại cũng như đưa ra các biện pháp khắc phục hậu quả về môi trường trước khi trận động đất mang tính hủy diệt xảy ra. Một kỹ thuật viên trên giàn khoan đồng dầu, giếng dầu thăm dò sau làm một luồng khí bán lên và giàn khẩn cấp được thiết kế để đợt đập nắp giếng. Trong trường hợp xảy ra tai nạn, tuy nhiên do sự cố kỹ thuật, hệ thống giàn khoan không hoạt động khiến dầu và khí đốt lan đến giàn khoan, kết hợp với trận động đất đã gây ra một vụ nổ khổng lồ, khiến hơn 1.100 người thiệt mạng và mất tích, trong đó các công nhân kỹ sư chuyên gia làm việc tại giàn khoan cùng các binh sĩ bảo vệ đang neo đậu tại khu vực giàn khoan Hải Dương HD12, được cho là hoạt động gần một năm qua và đang sản xuất gần 700.000 thùng dầu kỷ lục mỗi ngày. Với tiến bộ công nghệ, các giàn khoan càng ngày càng khoan sâu hơn, nhờ đó mở ra trữ lượng dầu chưa được khai thác lớn hơn. Điều này càng thúc đẩy các công ty dầu Trung Quốc khai thác nhiều hơn nữa, dầu thô ngoài khơi đảo Hải Nam. Tuy nhiên, giếng càng sâu rủi ro càng cao. Một nghiên cứu cho thấy cứ một giếng khoan sâu hơn 30 mét, xác suất xảy ra sự cố tràn dầu hoặc chấn thương tai nạn nghiêm trọng tử vong tăng đến 9,5%. Khoan ở độ sâu hơn có nghĩa là công dân làm việc dưới áp lực. Lớn hơn, nhiệt độ của dầu và khí bị giữ lại càng nóng hơn. Thiết bị khoan cần có khả năng chịu đựng nhiệt độ có thể lên tới 180 độ C ở khoảng 12.000 m dưới lòng đất, xuất phát dưới áp lực ngày càng tăng của biến đổi khí hậu và thiên tai bất thường, mỗi cơn bão thổi qua hoặc động đất đều đe dọa đến cơ sở hạ tầng giàn khoan ngoài khơi, thảm họa trên cũng khiến cho khoảng 100 triệu kg dầu tràn ra bãi biển, gây hậu quả khủng khiếp với môi trường khi dầu không chỉ loang ra biển mà còn tiếp tục chìm xuống đáy đại dương. Đối với lượng dầu chìm xuống đáy đại dương, nó có thể làm thay đổi được lượng trầm tích biển trong nhiều năm sau đó và đã để lại nhiều hậu quả xảy ra sau sự cố trên. Theo như một báo cáo sơ bộ vào sáng nay của chính quyền đảo Hải Nam cho hay, rất nhiều loài cá sinh vật biển khác bị chết hàng loạt, trôi nổi linh bình giặt vào biển đảo Hải Nam. Lượng dầu tràn khổng lồ đã trôi giặt đến dọc bờ, biển kéo dài tới bán đảo Lôi Châu Sơn Đông, cùng các tỉnh Quảng Đông, Quảng Nam của Trung Quốc dài lên đến hàng trăm km, hàng chục loài bị diệt vong sau trận thảm họa kinh hoàng này. Nhiều bình luận của cư dân mạng đã đưa ra sau sự cố đặc biệt nghiêm trọng trên rằng ông trời đã luôn gửi nhiều thông điệp cảnh báo mang tính hủy diệt thông qua nhiều hình thức khác nhau nhằm vào chế độ xào huyệt của Trung Quốc. Và có vẻ như Tập Cận Bình và giới lãnh đạo Cộng sản nước này vẫn không ăn năn, bất chấp coi thường có lẽ sự hủy diệt mang tính Cộng sản tấn cốc dễ cuối cùng đã biến. Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ còn những từ xuất hiện trên từ điển trong tương lai không xa là sự trùng phạt thích đáng nhất dành cho những tội ác mà chính quyền này đã gây ra suốt hàng chục năm qua đối với người dân của nước này và phần còn lại của thế giới. Những diễn biến tiếp theo của hàng loạt thảm họa động đất và môi trường đang gây chấn động dư luận quốc tế và làm cho Tập Cận Bình cùng với lãnh đạo nước này tròn vàng ra sao. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin cho quý vị trong những bản tin kế tiếp. Theo một chủ đề có liên quan, mời quý khán thính giả và các bạn tiếp tục theo dõi bản tin bình luận về triển vọng quan hệ Việt-Trung. Tại sao phải ôm bám lấy kẻ thù? Từ nửa sau nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Trump đến nay, quan hệ Mỹ-Trung ngày càng xấu đi. Vậy tình hình quan hệ hai bên hiện nay như thế nào? Họ là bạn hay thù, có vẻ như rất khó để đánh giá cách tiếp cận của chính quyền Biden với Trung Quốc. Với tình hình hiện nay, một cuộc xung đột quân sự có thể là không thể tránh khỏi khi một cuộc chiến tranh lạnh mới giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã bắt đầu trong những năm gần đây. Trung Quốc đã xây dựng quân đội và công khai đe dọa Hoa Kỳ. Chính quyền Biden phản ứng như thế nào trước các thủ đoạn gây hấn của Bắc Kinh? Tại sao phải bám lấy một kẻ thù địch? Đảng Cộng sản Trung Quốc là một chế độ độc tài toàn trị. Kể từ khi thành lập, đảng này đã tiếp tục đàn áp và bức hại người dân vô tổ của mình như các học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ và người Tây Tạng. Bất chấp những vi phạm nhân quyền tồi tệ của chế độ, những chính khách phương Tây ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiếp tục ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc trong nhiều thập kỷ. Ngay cả cựu Tổng thống Guevara cũng làm ngơ trước cuộc đàn áp tàn bạo. Các danh viên ủng hộ dân chủ ở quảng trường Thiên An Môn vào năm 1989. Trong nhiều thập kỷ, những chính khách phương Tây thân Bắc Kinh đã tự đánh lừa mình khi tin rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc theo hướng thị trường sẽ từ bỏ chế độ chuyên quyền và chấp nhận dân chủ. Cựu Tổng thống Richard Nixon đã coi Trung Quốc như một đồng minh trong chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên Xô. Các Tổng thống Mỹ khác cũng đã làm như vậy để đạt được các thỏa thuận thương mại béo bở. Vì vậy, liệu ngoại giao và thương mại có thể biến minh cho chính sách xoa dịu của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc? 20 năm trước, Hoa Kỳ đã mở đầu cho việc Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. Nhưng căng thẳng leo thang giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ trong các cuộc đàm phán thương mại dưới thời Tổng thống Donald Trump Chính quyền của ông đã lên án Bắc Kinh về tội ăn cắp tài sản trí tuệ của Mỹ và đe dọa an ninh của Hoa Kỳ. Việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đánh cắp toàn diện công nghệ và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đã diễn ra trong nhiều năm, khiến Hoa Kỳ bị thiệt hại hàng năm 500 tỷ đô la Mỹ. Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn tận dụng vị thế của Trung Quốc là công xưởng của thế giới, nhằm chiếm lĩnh hoàn toàn thị trường Hoa Kỳ và huy động số tiền khổng lồ để mở rộng ảnh hưởng kinh tế và quân sự trên khắp thế giới từ đó đe dọa đến an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Ngay cả khi là một quốc gia mạnh, Hoa Kỳ sẽ không thể duy trì và chịu đựng sự bao vây và đàn áp kinh tế này. Mục tiêu của Đảng Cộng sản Trung Quốc đánh bại Mỹ, nỗ lực của các chế độ độc tài nhằm làm suy yếu và thậm chí làm lung lay các cường quốc dân chủ phương Tây chưa bao giờ dừng lại. Chiến tranh lạnh chỉ là một sản phẩm không thể tránh khỏi của mối đe dọa quân sự của Liên Xô đối với Hoa Kỳ, có thể nói mong muốn chinh phục pháo đài dân chủ và hệ thống tư bản chủ nghĩa của các chế độ độc tài là một chiến lược được phát triển từ chủ nghĩa Mark. Trong quá khứ, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chiến đấu với quân đội Hoa Kỳ ở Bắc Triều Tiên và Việt Nam, và bây giờ một cuộc chiến tranh lạnh đã bùng lên giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và Hoa Kỳ. Dù là bạn hay thù, mục tiêu chính của Đảng Cộng sản Trung Quốc chính là đánh bại Mỹ.